Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối Chủ nhật ngày 17 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát về việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến thực hiện chính sách đối với các hộ dân góp đất trồng cây cao su tại huyện Yên Châu. Quỳnh Nhai chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị. Mai Sơn phát triển vùng trồng cây ăn quả tập trung. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 17 tháng 10, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Trá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến thực hiện chính sách đối với các hộ dân góp đất trồng cây cao su tại huyện Yên Châu. Chương trình phát triển cây cao su được triển khai trên địa bàn huyện Yên Châu từ năm 2008 đến nay, trên địa bàn 3 xã Trường Sàng, Trường Pằn và Viêng Lán. Toàn huyện đã bàn giao hơn 1.048 hectare đất cho công ty cổ phần cao su Sơn La với tổng số 852 hộ góp đất, đã triển khai trồng được 883,2 hectare cây cao su. Thời gian qua, giá mủ cao su xuống thấp đã dẫn đến nhiều hộ dân tham gia góp đất trồng cây cao su gặp khó khăn trong cuộc sống. Công nhân tham gia công ty thiếu việc làm dẫn đến thu nhập không đảm bảo. Từ đó đã xuất hiện tình trạng người dân tự ý chặt phá cây cao su trên diện tích đất của gia đình mình để chuyển đổi sang trồng các loại cây khác. Ủy ban Nhân dân huyện Yên Châu đã phối hợp với công ty cổ phần cao su Sơn La, nông trường Châu Sơn tổ chức 13 cuộc đối thoại với nhân dân của 13 bản thuộc 3 xã triển khai trồng cây cao su để tiếp thu tâm tư nguyện vọng của người dân và giải đáp những thắc mắc cho người dân. Đã trả lại đất cho 109 hộ dân với diện tích là 51,4 hectare đất chưa triển khai trồng cao su và đã trồng nhưng không hiệu quả. Tại buổi giám sát, huyện Yên Châu đã kiến nghị với Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu ban hành đề án hỗ trợ sản xuất cho người dân góp đất trồng cây cao su, xem xét lại hiệu quả kinh tế của cây cao su, có những phương án trả lại diện tích đất góp của nhân dân để nhân dân chuyển đổi sang trồng cây khác phù hợp hơn. Đồng thời, huyện cũng đề nghị công ty cổ phần cao su Sơn La xem xét thủ tục để trả lại các diện tích đất trồng cao su sau 10 năm kém phát triển, không cho mủ, để người dân tái sản xuất. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trá A Của đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của cấp ủy chính quyền huyện Yên Châu trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến thực hiện chính sách đối với các hộ dân góp đất trồng cây cao su thời gian qua. Đoàn sẽ tiếp thu các ý kiến kiến nghị của huyện và xã cũng như người dân để báo cáo với Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị huyện Yên Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối thoại trực tiếp với nhân dân, định kỳ để nắm bắt, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đưa ra những giải pháp hợp lý để đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân tham gia góp đất trồng cây cao su, qua đó đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn. Cho đến nay, các huyện ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy Sơn La đã hoàn tất việc tổ chức lựa chọn thí sinh để chuẩn bị cho hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021. Dự kiến hội thi sẽ được tổ chức vào ngày 4, 5 tháng 11 tại hội trường tỉnh ủy. Đến nay đã có 15 trên 17 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy đã tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp huyện năm 2021 với 439 thí sinh tham gia. Kết quả hội thi cấp huyện và tương đương có gần 90 thí sinh đạt loại giỏi, đã trao 15 giải nhất, 33 giải nhì, 49 giải ba, 86 giải khuyến khích, hơn 20 giải chuyên đề xuất sắc. Hiện nay, Ban tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 đang tập trung các nội dung chuẩn bị hội thi. Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền nội dung các nghị quyết đại hội đảng đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, lan tỏa quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đại hội đảng các cấp, đồng thời góp phần đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội thi được tổ chức cũng góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy về vai trò, vị trí của báo cáo viên trong công tác tuyên truyền để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan đơn vị. Xác định công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị là một nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng. Thời gian qua, Trung tâm Chính trị huyện Quỳnh Nhai luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương. Trung tâm Chính trị huyện Quỳnh Nhai có 3 cán bộ và 12 giảng viên kiêm nhiệm. Thời gian qua đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy,
Từ năm 2018 đến nay, trung tâm đã mở 65 lớp với gần 4.000 lượt học viên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Trong quá trình học tập, tôi đã được tiếp thu những kiến thức cơ bản về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, điều lệ Đảng và những kiến thức cơ bản về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương. Qua lớp đảng viên mới, tôi sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên của Trung tâm Chính trị đã kết hợp giữa kiến thức lý luận và thực tiễn, chủ động cập nhật những thông tin mới, kết hợp giữa phương pháp thuyết trình và các phương pháp giảng dạy tích cực, qua đó giúp học viên nắm được nội dung cơ bản của chương trình học. Qua đây thì tôi đã được học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng chính trị về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các vấn đề xoay quanh chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Sau học tập thì tôi sẽ vận dụng những cái kiến thức mình đã học vào công tác, vào thực tiễn tại đơn vị và địa phương. Nhu cầu đào tạo lý luận chính trị của các xã và đơn vị trong huyện ngày càng tăng. Do vậy, Trung tâm Chính trị huyện đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, mở nhiều lớp đào tạo cho đội ngũ cán bộ nguồn ở địa phương. Sau khi chúng tôi được tham gia lớp trung cấp chính trị lý luận này thì sẽ nắm được những đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, sau đó về truyền đạt lại cho các đồng chí trong chi bộ. Công tác quản lý đào tạo bồi dưỡng thường xuyên được củng cố, tăng cường ngày càng chặt chẽ, nề nếp, hiệu quả. Nội dung các nghị quyết chỉ thị mới của Đảng, tình hình thời sự trong nước quốc tế luôn được kịp thời bổ sung, cập nhật vào chương trình giảng dạy. Cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập được quan tâm đầu tư. Đây là những điều kiện quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Quỳnh Nhai. Trong thời gian tới, sẽ chủ động tham mưu giúp cho thường trực Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch mở lớp, phân công quản lý hoạt động giảng dạy, học tập của giảng viên và học viên và chỉ đạo thực hiện trong việc tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận và bồi dưỡng nghiệp vụ, áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và hàng năm chỉ đạo xây dựng kế hoạch thăm lớp dự giờ đối với các đồng chí giảng viên kiêm chức và tăng cường tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm về nâng cao chất lượng giảng dạy. Với những định hướng trong công tác đào tạo bồi dưỡng, phối hợp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị nghiệp vụ sẽ góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ năng lực bản lĩnh chính trị cho cán bộ đảng viên ở Quỳnh Nhai. Thưa quý vị và các bạn, với quy hoạch xây dựng vùng cây ăn quả hàng hóa, trong những năm qua, huyện Mai Sơn đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi diện tích trồng cây nông nghiệp hiệu quả thấp sang phát triển cây ăn quả tập trung, sản lượng lớn, trở thành vùng cây ăn quả chất lượng cao của tỉnh. Gia đình ông Hoàng Văn Chất ở bản Củ 2, xã Triềng Ban, huyện Mai Sơn có trên 4,7 hectare trồng cây ăn quả gồm cam canh, cam V2, cam đỏ, cam Mỹ. Phát triển vườn cây ăn quả theo hướng nông nghiệp sạch, thực hiện đầy đủ các quy trình về trồng, chăm sóc, thu hoạch đều tuân thủ theo quy trình việt gáp nên đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Sau khi trồng được 5 năm ấy thì thu hoạch chính thì 1 ha thì nó cũng vào tầm được khoảng trên 20 tấn quả. Mình cam chất lượng, cái này gọi là cam sạch mà, làm theo tiêu chuẩn việt gáp thì mình bán được giá hơn, với hai là cũng do mình khâu tiếp thị chứ. Thì hàng năm thì trừ chi phí hết đi thì cũng được 800-900. Thực hiện chủ trương của tỉnh Sơn La, huyện Mai Sơn đã và đang thực hiện chính sách khuyến khích phát triển các mô hình hợp tác xã để góp phần bảo đảm cho người dân các khâu cung ứng vật tư, phân bón, giống, phòng trừ sâu bệnh và bao tiêu sản phẩm. Đồng thời, hợp tác xã cũng là cầu nối liên kết với doanh nghiệp để mở rộng thị trường tiêu thụ, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân. Nói chung là cái hợp tác xã mà theo mô hình ngày xưa thì nó rất là khác, nhưng mà bây giờ cái mô hình hợp tác xã bây giờ là rất là tiên tiến rồi. Cho nên là đôi khi là cũng phải tuyên truyền, vận động cho cái người dân, người ta hiểu là cái mô hình hợp tác xã mới bây giờ là nó như thế nào. Để cho người ta hiểu là người ta mới vào hợp tác xã và người ta mới cùng phấn đấu để cùng nhau phát triển. Để phát triển vùng cây ăn quả bền vững và hiệu quả, huyện Mai Sơn đã chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao như cam, xoài, nhãn, bưởi, được người tiêu dùng ưa chuộng, mang lại nguồn thu ổn định cho người sản xuất. Để thực hiện cái chương trình phát triển nông nghiệp trên địa bàn của huyện, thì Ban chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã ban hành cái nghị quyết lãnh đạo
để huy động cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó trọng tâm đấy là lấy người dân và lấy cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn để triển khai thực hiện. Thì với cái mục tiêu là từ nay đến năm 2025 thì trên địa bàn huyện sẽ hình thành 4 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có trọng tâm trọng điểm để đem lại cái giá trị kinh tế và là cái hạt nhân để nhân rộng ra trên địa bàn toàn huyện. Đến nay, huyện Mai Sơn có trên 9.000 hecta cây ăn quả các loại, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, tập trung ở các xã Trường Ban, Cò Nòi, Hát Lót. Để phát triển ổn định và bền vững, huyện Mai Sơn đang tiếp tục đẩy mạnh việc cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc nông sản. Đây sẽ là chìa khóa về chất lượng, uy tín, thúc đẩy xuất khẩu nông sản của địa phương. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sơn La ngày đầu ra quân tuyên truyền vận động được trên 400 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chuyện của những người gieo chữ ở Sài Khao. Thực hiện quyết định số 1853 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phân công các cơ quan đơn vị doanh nghiệp phụ trách giúp đỡ xã khu vực 3 trên địa bàn tỉnh, báo Sơn La được phân công phụ trách giúp đỡ xã Bó Sinh, huyện Sông Mã. Ngày 16 tháng 10, báo Sơn La đã đến thăm và làm việc với xã Bó Sinh, đồng thời phối hợp với công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số hỗ trợ 50 triệu đồng xóa nhà tạm cho các hộ nghèo của xã. Xã Bó Sinh cách trung tâm huyện Sông Mã 50 km, xã có 16 bản, 1.103 hộ với 5.580 nhân khẩu. Đến nay, xã Bó Sinh đạt 9 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, xã có 543 hộ, trong đó hộ cận nghèo còn 90 hộ. Qua rà soát năm 2021, xã còn 112 nhà dột nát, từ đầu năm đến nay đã xóa 17 nhà. Lãnh đạo báo Sơn La chia sẻ khó khăn với xã Bó Sinh trong việc phát triển kinh tế xã hội, nhất là việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Báo Sơn La tiếp tục kết nối với các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hỗ trợ xã Bó Sinh xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, triển khai các mô hình phát triển kinh tế, tích cực đồng hành với chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2021. Trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 10, Công đoàn Cơ sở Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đã tổ chức giải bóng chuyền hơi năm 2021. Tham gia giải đấu có 6 đội với 36 vận động viên là cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, viên chức các phòng của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La tham gia thi đấu ở nội dung nam nữ phối hợp. Giải đấu là dịp động viên chị em phụ nữ tích cực rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, đồng thời là dịp để đội ngũ cán bộ viên chức của đài được giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong ngày 16 tháng 10, hai ngành Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh Sơn La đã phối hợp tổ chức lễ ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đạt được kết quả đáng mừng. 8 giờ sáng ngày 16 tháng 10, rất đông cán bộ viên chức của Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh đã tập trung tại hội trường của Bảo hiểm xã hội để dự lễ ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Với khẩu hiệu quyết tâm thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân của Đảng và Nhà nước, hai đơn vị đã tổ chức diễu hành tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Sơn La. Sau đó, lực lượng này chia thành các nhóm nhỏ, nhanh chóng tỏa đi các tổ, khu dân cư, các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh để trực tiếp tư vấn, vận động, lan tỏa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đến với mọi người dân. Nhà tôi cũng đóng bảo hiểm y tế lâu năm rồi, bây giờ là tôi được tuyên truyền bảo hiểm tự nguyện này rất là thiết thực. Tôi sẽ cố gắng góp tiền để đóng bảo hiểm tự nguyện này để sau này có lương hưu. Bà Quang Thị Siêng là tiểu thương tại chợ Chính An đã được viên chức của Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh đến tận chợ để tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà thấy có nhiều lợi ích thiết thực. Hôm nay tôi được tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tôi thấy bảo hiểm xã hội tự nguyện có nhiều lợi ích. Tôi sẽ về tuyên truyền vận động để con cái tôi đang tuổi lao động sẽ tham gia để sau này có lương hưu. Cùng với việc chia thành các nhóm nhỏ để tuyên truyền tại các khu chợ, các hộ gia đình, bảo hiểm xã hội từ tỉnh đến các huyện đã tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đông đảo người dân được các tuyên truyền viên cấp phát tài liệu, hướng dẫn, hiểu rõ những lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình,
quyền lợi và trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm xã hội. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức của người dân về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Từ đó, mọi người chủ động, tự nguyện đăng ký tham gia, góp phần tích cực vào công tác bảo đảm an sinh xã hội. Ở bảo hiểm xã hội tự nguyện thì tôi cũng đăng ký tham gia ngày hôm nay. Mà qua nghe các đoàn công tác tuyên truyền phổ biến mà cũng có lợi ích mà sau này thì mình đóng thì cũng khoản tiền thì ít thôi. Nhưng mà sau này thì cũng sẽ được hưởng các chế độ chính sách mà được hưởng cả thẻ bảo hiểm y tế, được hưởng lương hưu nữa. Mà sau khi tôi tham gia thì mai kia thì sẽ tiếp tục tuyên truyền, là vận động bà con là tiếp tục tham gia cái bảo hiểm xã hội, được hưởng lương hưu, sau này đỡ phụ thuộc vào con cái. Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 4 năm. Hôm nay tôi tiếp tục được tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tôi đã tham gia cho vợ để sau này về già thì hai vợ chồng tôi đều có lương hưu. Để đẩy nhanh tiến độ phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng tốc trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021. Và ngay trong ngày đầu ra quân, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh và các huyện đã phát triển được 407 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Năm 2021 thì với dịch COVID nặng nề hơn thì bà con tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng gặp khó khăn hơn, nhưng bên cạnh đấy với quyết tâm của Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La và viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh thì tất cả mọi người cùng đồng lòng quyết tâm 3 tháng cuối năm, tập thể lãnh đạo và viên chức Bảo hiểm xã hội Sơn La sẽ phấn đấu đạt chỉ tiêu là 35.190 người của toàn tỉnh Sơn La với đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế, phấn đấu là đạt 96,7%. Lễ ra quân thể hiện quyết tâm của Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh Sơn La trong công tác tuyên truyền nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đi vào cuộc sống, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Yên, rạng sáng ngày 23 tháng 8 vừa qua, tổ công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lên đường hành quân sang hỗ trợ huyện Phú Yên chống dịch. Sau một thời gian, tổ công tác đã hoàn thành nhiệm vụ trở về an toàn. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đã có cuộc gặp gỡ Đại tá Trần Văn Chanh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La hỗ trợ huyện Phú Yên chống dịch COVID-19. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào và cảm ơn Đại tá Trần Văn Chanh đã dành thời gian cho phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Được biết là vừa qua thì Đại tá cùng với lại tổ công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã tham gia hỗ trợ huyện Phú Yên phòng chống dịch COVID-19. Vậy thì Đại tá có thể chia sẻ với lại khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La về cái cảm nhận và suy nghĩ của đồng chí khi mà nhận cái nhiệm vụ đặc biệt này được không ạ? Bản thân tôi khi được giao nhiệm vụ tổ chức chỉ huy hơn 70 cán bộ chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nhiệm vụ tham gia phòng chống dịch tại huyện Phú Yên, thì tôi xác định đây là một cái nhiệm vụ rất quan trọng và là cái trách nhiệm đối với một người cán bộ chỉ huy đã được sự tin tưởng của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao. Cái thứ hai nữa là cũng thực sự là lo lắng, bởi vì cái đợt dịch bùng phát thứ tư của COVID-19 nó vào các cái địa bàn trong cả nước nói chung, và đặc biệt là đối với tỉnh Sơn La, cho nên chúng tôi là cán bộ chiến sĩ trong quân đội thì cái hiểu biết về cái dịch COVID-19 này, đặc biệt là cái chủng mới này, là còn ít. Cái thứ hai là cái kinh nghiệm trong thực hiện phòng chống dịch của chúng tôi thì cũng còn hạn chế, cho nên là rất lo lắng cho cái việc nhận và hoàn thành cái nhiệm vụ tổ chức chỉ huy cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại huyện Phú Yên với yêu cầu bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ gắn với an toàn tuyệt đối cho cán bộ chiến sĩ là một cái điều mà chúng tôi hết sức lo lắng. Và chính vì như vậy cho nên là đòi hỏi xác định tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ. Vâng, vậy thì trước yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra đối với lại công tác phòng chống dịch COVID-19 trên huyện Phú Yên lúc đó thì các đồng chí đã triển khai cái nhiệm vụ của mình như thế nào ạ? Ngay trong đêm 22 và rạng sáng ngày 23 tháng 8 thì chúng tôi đã hành quân cơ động lực lượng xuống huyện Phú Yên để triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời là tổ chức tập huấn cho cán bộ chiến sĩ những cái kiến thức, những cái kỹ năng tiến hành công tác dân vận, tuyên truyền vận động nhân dân, và tổ chức
mời các đồng chí trong tổ công tác của tỉnh đang tại huyện Phú Yên, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo CDC tỉnh Sơn La tiến hành tập huấn về công tác phòng chống dịch cho toàn thể cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại huyện Phú Yên. Thế và đồng thời là trong quá trình đó thì chúng tôi đã nhanh chóng phối hợp với ban chỉ huy sự huyện để khảo sát nắm chắc tình hình của địa bàn, phối hợp với các đồng chí của cơ quan của huyện để xây dựng cái kế hoạch tổ chức hoạt động. Có thể nói là cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã rất quyết tâm và nỗ lực trong công tác hỗ trợ huyện Phú Yên chống dịch. Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ với khán giả về một số cái kết quả nổi bật trong cái chuyến công tác đặc biệt này của cán bộ chiến sĩ đơn vị được không ạ? Chúng tôi đã cử hơn 30 đồng chí phối hợp với lực lượng của công an tỉnh, công an huyện Phú Yên để thực hiện các cái chốt cũng như là tổ tuần tra lưu động nhằm tiến hành kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các cái quy định trong cái giãn cách xã hội. Và trực tiếp vừa qua thì chúng tôi đã phối hợp cùng với các lực lượng, đặc biệt là tổ công tác của tỉnh tại huyện Phú Yên, các đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên của huyện, lực lượng tình nguyện đã tiến hành chăm lo bảo đảm cái đời sống an sinh xã hội như là về lương thực, thực phẩm, như là bảo đảm về chăm sóc y tế, như là bảo đảm về cái các cái nội dung về cái cơ sở vật chất phục vụ cho sản xuất chăn nuôi của bà con nhân dân ở trên địa bàn huyện để không có cái sự đứt gãy. Các cái phương tiện vận tải vừa qua thì đã thực hiện tốt cái việc mà vận chuyển công dân tiến hành vào các cái khu cách ly cũng như là tiến hành xây dựng củng cố các cái khu cách ly tập trung, các cái lán trại để bảo đảm đón công dân về tiến hành cách ly theo các cái quy định của tỉnh, của huyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Đại tá Trần Văn Chanh. Dù khó khăn thiếu thốn nhưng nhiều năm qua các thầy cô giáo tại điểm trường Sài Khao thuộc xã Mường Cai, huyện Sông Mã vẫn miệt mài gieo chữ với hy vọng trẻ em nơi đây có tương lai tươi sáng hơn. Con đường đến lớp của các thầy cô giáo tại điểm trường Sài Khao thuộc xã Mường Cai, huyện Sông Mã thật gian truân. 18 km, đoạn thì sỏi đá, đoạn thì đầy bùn đất. Là tuyến đường độc đạo, nắng thì bụi, mưa thì trơn trượt. Nguy hiểm hơn, vào mùa mưa nước suối dâng cao, thầy cô lại phải vượt suối đến điểm trường. Chị ơi, xe mình bị làm sao đấy ạ? Xe bị hỏng rồi, nước vào rồi. Nước vào á? Ừ. Thế mình đi này có thường xuyên bị như này không? Có em ạ. Chị thường xuyên là đi qua đây thì vào mùa mưa nó như nào? À, mùa mưa thì nước nó lên cao, thì hàng ngày chị vẫn đi đường này thì nhiều khi xe cũng hỏng hóc rồi xong tuần gửi xe ở đây xong là đi bộ đi lên lớp. Đến được trường đã khó, những lớp học của các em lại càng khó khăn hơn. Thiếu thốn về cơ sở vật chất, hiện nay, điểm trường tiểu học của 21 em học sinh đang theo học tại đây là một nhà văn hóa đã dần xuống cấp. Khó khăn là vậy, nhưng thầy và trò nơi đây vẫn hăng say học tập, học cái chữ, học cách làm người và hơn hết là hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Ở nơi đó chỉ đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Cái đói, cái nghèo bao phủ bản Mông nhưng tấm lòng yêu trường, mến trẻ của các thầy cô thì luôn nhiệt huyết. Họ không chỉ là người dạy cái chữ cho các em nhỏ, mà mỗi thầy cô giáo nơi đây còn là một đảng viên, một tuyên truyền viên trong mọi mặt đời sống xã hội của nhân dân trong bản. Đối với họ, học sinh hay phụ huynh đều như những người thân, anh em ruột thịt trong gia đình. Cái khó khăn nhất đối với học sinh ở vùng cao, ở cái bản Sài Khao này thì về cái tiếp xúc với cái xã hội, về cái tiếng nói, tiếng phổ thông ấy, các em còn hạn chế. Phụ huynh học sinh người ta cũng có, nhiều phụ huynh học sinh người ta cũng không biết chữ, người ta cũng chưa được học cho nên là các bố bậc phụ huynh người ta cũng không thể giao tiếp hàng ngày được với các con. Cho nên là về cái tiếng nói thì các con hạn chế để khắc phục những cái hạn chế thì nói chung là tôi cũng là một giáo viên ở đây thì thường xuyên là tôi cũng phải ngủ lại ở bản, ở lớp với các con về buổi trưa, về giờ tôi hay tiếp xúc với các con nói bằng cái tiếng phổ thông để cho các con gần tiếp xúc hơn. Là một bản vùng cao với 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông, những năm qua cấp ủy chính quyền địa phương, các trường học trên địa bàn xã Mường Cai đã thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên phụ huynh học sinh cho con em mình đến trường, đến lớp. Từ đó đã góp phần tăng tỷ lệ học sinh đến trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng. Nhớ sao mà chợ tí lời á, chợ nhà chợ gì sẽ đỡ.
Cuộc sống gia đình thì nghèo khó, con cả của tôi cũng chỉ học hết cấp 2 rồi nghỉ ở nhà để đi làm cùng bố. Còn đứa em thì đang đi học lớp 2. Gia đình sẽ cố gắng cho cháu đi học để biết chữ, biết tiếng, sau này về phụ giúp gia đình việc buôn bán. Dù con gái hay con trai cũng phải cho đi học tiếp, cũng không dám mong con có ngành có nghề, chỉ mong con sẽ đỡ khổ hơn thôi. Tôi cảm thấy đi qua suối thì rất là vất vả, nhưng mà khi tôi nghĩ đến các em học sinh của tôi thì tôi cũng có động lực để lên rồi. Nhiều khi đến đoạn đường này không đi được thì xe bị hỏng hóc thì tôi lại gửi xe ở đây rồi đi bộ lên. Rồi xong chiều thì tôi về tôi cũng phải đi bộ xuống. Vẫn biết rằng con đường đến tri thức còn nhiều gian nan vất vả, nhưng ngày ngày vẫn có những đôi chân không nghỉ, những đôi tay với phấn trắng bảng đen. Khó khăn đến nhường nào cũng không lùi bước, đem cái chữ đến với bản vùng cao để viết lên những ước mơ cho các em nhỏ. Để những tiếng đọc bài, những câu hát vẫn vang mãi trên những dẻo cao của miền đất Sơn La. Hưởng ứng chương trình Triệu Cây Xanh vì một Việt Nam Xanh do Trung ương Đoàn phát động, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phường Quyết Tâm và phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La đã trao tặng 100 cây hoa ban từ công trình Vườn Ươm Thanh niên cho đoàn cơ sở, tiểu đoàn huấn luyện cơ động, bộ đội biên phòng tỉnh. Các cơ sở đoàn đã ra quân trồng cây dọc đường chính của tiểu đoàn. Đây là hoạt động có ý nghĩa, góp phần tạo mỹ quan, môi trường xanh sạch đẹp tại đơn vị, từ đó nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường. Hưởng ứng chương trình 1 triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh do Trung ương Đoàn Thanh niên Việt Nam phát động, thì đoàn phường Quyết Tâm thời gian vừa qua đã xây dựng một công trình vườn ươm thanh niên tại phường Quyết Thắng với hơn 1.000 cây hoa ban. Thì thông qua chương trình cũng muốn lan tỏa thông điệp vì một Việt Nam xanh đến các đồng chí tiểu đoàn huyện cơ động bộ đội biên phòng tỉnh cũng như đến đoàn viên thanh niên trong công tác chăm sóc và bảo vệ môi trường. Các hoạt động này sẽ được thường niên hoạt động. Để tổ chức ra những nhân dịp như này thì chúng tôi cũng đã lên kế hoạch để phối hợp với các đoàn phường tổ chức ra những cái chương trình hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng những cái ngày kỷ niệm hoặc những cái chương trình lớn của các tổ chức. Qua những chương trình như này thì chúng tôi nâng cao cái tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị trên địa bàn đóng quân và tạo một cái không khí rất là đoàn kết quân dân. Nằm trong chuỗi các hoạt động, các cơ sở đoàn cũng đã tổ chức giao lưu bóng đá, tạo sân chơi lành mạnh, không khí vui tươi phấn khởi, đẩy mạnh phong trào thanh niên sống đẹp, đồng thời tạo điều kiện tăng cường tinh thần đoàn kết với các cơ sở đoàn. Thời gian qua, với sự ra đời của câu lạc bộ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái của nhiều chi hội phụ nữ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh, không chỉ thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng tại địa phương mà các thành viên còn có điều kiện, cơ hội để giao lưu học hỏi, cùng nhau nghiên cứu, sưu tầm, góp phần quan trọng vào việc gìn giữ văn hóa của dân tộc Thái và phát huy tới các thế hệ mai sau. Tại xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã vừa ra mắt câu lạc bộ Phụ nữ giữ gìn bản sắc dân tộc Thái tại chi hội xóm 4, xã Mường Giàng, gồm 8 thành viên. Theo quy chế, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt thường kỳ, nội dung sinh hoạt tập trung vào việc tập luyện hát tiếng Thái, tìm hiểu nghi lễ các ngày lễ hội, dạy cho thiếu nhi biết nói tiếng và hát các làn điệu của dân tộc mình, qua đó khẳng định vai trò quan trọng của người phụ nữ Thái trong việc bảo tồn truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Sơn La mây thay đổi, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi, trời lạnh, vùng núi cao trời rét, độ ẩm phổ biến từ 75 đến 99%. Nhiệt độ các nơi trong tỉnh Quỳnh Nhai từ 21 đến 27 độ, thành phố Sơn La 18 đến 24 độ, Mường La 20 đến 27 độ, Mai Sơn 19 đến 24 độ, Yên Châu 21 đến 26 độ, Sông Mã 22 đến 25 độ, Bắc Yên 19 đến 23 độ, Phú Yên 21 đến 25 độ, Mộc Châu 17 đến 21 độ, Sốp Cộp 22 đến 25 độ, Vân Hồ 17 đến 21 độ, Thuận Châu 21 đến 27 độ.